bắt băng nhóm đuổi đánh ngư dân trên biển, còn vụ hành hạ ngư phủ thì sao? Thưa quý vị, Quyết và Tịnh cấu kết với một số đối tượng khác, tự ý bao chiếm mặt nước biển, đuổi đánh ngư dân trên vùng khai thác tự do ven bờ từ huyện An Minh đến huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Ngày 1 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Phạm Minh Quyết, sinh năm 1984, ngụ xã Vân Khánh, huyện An Minh và Thái Quốc Tịnh, sinh năm 1996, ngụ xã Thuận Hòa, huyện An Minh, về tội gây rối trật tự công cộng. Đây là những tên côn đồ tự lập băng nhóm làm cai đầu dài trên biển, ức hiếp ngư dân lương thiện. Các băng nhóm này tự quy hoạch những vùng biển riêng để cai quản. Ngư dân không được đánh bắt, thu mua hải sản trên vùng biển của bọn chúng. Nếu đánh bắt thì phải bán cho bọn chúng với giá thấp. Ai không tuân lệnh thì bị hành hung, đánh đuổi. Có không ít người bị đánh trọng thương. Không phải mới, băng nhóm này ngang nhiên làm chuyện phi pháp từ tháng 7/2023 đến nay mới bị bắt. Công an tiếp tục điều tra. Bà con ngư dân hãy mạnh dạn tố cáo hành vi phạm pháp của băng nhóm này để pháp luật trừng trị, lập lại trật tự trên biển. Và cũng từ vụ bắt băng nhóm cai đầu dài này, nhắc nhớ vụ hành hạ ngư phủ trên biển Kiên Giang, đến nay chưa bắt được hung thủ. Ngày 5/8/2023, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang đã giải cứu được 3 ngư phủ bị hành hung trên tàu cá, đưa đến bệnh viện để điều trị. Các ngư phủ này bị đánh đập, bị hành xử như nô lệ trên tàu cá. Nhưng cho đến nay, vẫn chưa có câu trả lời là tàu cá nào, ai làm chủ, ai là người hành hạ ngư phủ. Trong khi đó, clip ghi lại rõ ràng, bộ đội biên phòng trực tiếp giải cứu. Đương nhiên, các cơ quan liên quan phải biết rõ những thông tin để xác định hung thủ. Không điều tra, bắt và trừng trị bọn côn đồ trên biển, ngư phủ đi làm thuê còn bị bọn chúng ức hiếp. Như vụ thuyền trưởng Nguyễn Công Đoàn cùng 4 đồng phạm 12 lần đánh đập ngư phủ như thời Trung Cổ ở Cà Mau gây chấn động dư luận. Những kẻ thủ ác đã bị trừng trị. Còn vụ ở Kiên Giang thì sao? Dư luận chờ đợi thông tin từ phía các cơ quan pháp luật. Không chỉ một vài vụ được biết đến nhờ có clip tung lên mạng, còn biết bao tổ cá khác có thể ngư phủ làm việc trong môi trường địa ngục trần gian nhưng không ai biết tới. Phải điều tra, truy bắt những băng nhóm côn đồ này, phải bảo vệ ngư dân, bảo vệ người lao động trên biển. Giáo khoa mới, áp lực cũ. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 6, trong buổi gặp mặt giữa lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với các thiếu nhi tiêu biểu, một số em nêu ý kiến là học sinh lớp 6, 7, 8 học nhiều và nặng quá, không có thời gian vui chơi. Một học sinh lấy ví dụ, hết kỳ 1 lớp 6, học sinh phải học hết kiến thức môn hóa, chuyển sang vật lý rồi đến sinh học. Lên lớp 7, các em tiếp tục theo trình tự hóa, lý, sinh. Các môn học được bố trí theo cách này vừa cấp tập vừa ngắt quãng, khiến các em không nhớ nổi kiến thức cũ. Còn giáo viên thì phải dạy từ 2 đến 3 môn, dù được đào tạo để dạy đơn môn. Đây là nhận định gây ngạc nhiên với tôi, một người theo dõi sát quá trình đổi mới sách giáo khoa. Sau khi lật tìm một số bộ sách giáo khoa lớp 6 và so sánh với tài liệu giảng dạy ở các nước, tôi không cho rằng Việt Nam học nặng hơn. Ngược lại, một số khái niệm như đo chiều dài, thể tích, cấu tạo sinh vật đã được các nước giới thiệu ở bậc học nhỏ hơn. Việc học sinh cảm thấy quá áp lực có lẽ cần nhìn nhận từ một góc độ khác hơn là nội dung học tập. Tôi sẽ sử dụng môn khoa học tự nhiên để phân tích 3 lý do. Lý do thứ nhất, theo tôi là số lượng giờ học dàn ra không đủ. Nếu chỉ nhìn vào số lượng giờ trên lớp, điều này thoạt nghe là vô lý vì trước kia môn vật lý lớp 6 chỉ có 35 tiết, gộp 3 môn thì cũng chỉ cần 105 tiết. Trong khi đó, môn khoa học tự nhiên có tới 140 tiết. Tuy nhiên, xét về học trình thì thay vì có cả một năm để làm quen với khái niệm, học sinh sẽ phải cấp tập một môn trong một vài tháng rồi để đó, quên đi cho tới năm sau. Lên lớp 7, các em phải khởi động lại trong thời gian cực ngắn, học cấp tập trong 1-2 tháng rồi lại để đó. Điều này càng khó khăn với học sinh, là một môn phải ghi nhớ nhiều. Đây là một sự bất cập cần thay đổi. Lý do thứ hai tôi chợt nhận ra khi nhìn vào đề thi học kỳ. Mặc dù môn khoa học tự nhiên được thiết kế lại theo hướng trải nghiệm, chú trọng vào làm theo dự án, project based, cách kiểm tra vẫn là trắc nghiệm theo kiến thức lý thuyết. Điều này vô tình tạo phải áp lực, phải ghi nhớ tất cả các kiến thức. Như vậy, thay vì thi 3 môn khác nhau, các em phải thi tất cả các môn trong cùng một đề. Khối lượng kiến thức có thể không thay đổi, nhưng áp lực thi cử thì tăng gấp 3. Lý do thứ ba là do phương pháp giảng dạy.
để giải bài toán giáo viên được đào tạo đơn môn mà phải dạy đa môn. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn một môn được dạy bởi nhiều giáo viên. Điều này tháo gỡ phần nào khó khăn và thực tế cũng được một số nước áp dụng trong quá trình chuyển đổi. Tuy nhiên, qua theo dõi một số tiết học, tôi cho rằng giáo viên vẫn chưa được đào tạo cẩn thận về phương pháp mới để giảng dạy sách giáo khoa mới. Họ vẫn đi theo hướng cũ là nặng lý thuyết mà lơ là thực hành, nhét mọi thứ có thể vào slide bài giảng. Một số trường sắp xếp học 3 tiết để học sinh có thêm thời gian thực hành, thì giáo viên lại dạy lý thuyết nguyên cả 3 tiết này, dẫn tới học sinh cảm thấy mệt mỏi vì phải chạy đua với kiến thức. Để giảm áp lực cho học sinh, tôi cho rằng trước hết cần thay đổi cách kiểm tra. Ví dụ thay vì kiểm tra kiến thức thuần túy, hãy kiểm tra theo một dự án có sản phẩm. Nếu điều này khó khăn với lớp 6, có thể kiểm tra từng giai đoạn thay vì dồn vào cuối kỳ. Phương thức kiểm tra có thể tham khảo thêm các nước tiên tiến. Việc đánh giá môn học này ở Australia tương đối linh động theo hướng dẫn chung của bộ. Học sinh có thể viết báo cáo, làm tin tức, trả lời trắc nghiệm, có cả hoạt động cá nhân và hoạt động theo nhóm. Việc nghiên cứu lại cách dàn môn học để học sinh không bị bỏ bẵng đi gần một năm là cần thiết. Kiến thức như cơm ăn, học cấp tập theo cách ghi nhớ chỉ cảm thấy bội thực, không giúp gì nhiều cho sự ứng dụng sau học tập. Khó khăn về lực lượng giảng dạy có thể sẽ được khắc phục dần dần qua quá trình đào tạo, bổ túc chuyên môn hàng năm. Tuy nhiên, nếu ta mặc định là giáo viên môn nào dạy môn đó thì nhược điểm này sẽ không được khắc phục. Đối với tôi, việc học theo chương trình cũ hay mới đều có những ưu nhược điểm riêng. Tuy nhiên, nếu đã thay bình mới cho phù hợp với xu hướng thời đại thì rượu cũng phải thay mới. Bộ Công an phối hợp với Giáo hội Phật giáo xây dựng hệ thống quản lý tăng ni Phật tử. Thưa quý vị, Phó Cục trưởng Cục C06 Bộ Công an đề nghị các tăng ni thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam được giao sử dụng hệ thống quản lý tăng ni Phật tử, hết sức chú ý tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ bí mật cá nhân. Ngày 3 tháng 6, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an phối hợp cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức chương trình đào tạo thí điểm hệ thống phần mềm quản lý tăng ni Phật tử tại chùa Đại Thành, tỉnh Bắc Ninh. Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục C06 cho hay, thời gian qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng với lực lượng công an nhân dân trong việc giữ gìn, bảo đảm an ninh trật tự xã hội, tuyên truyền các chư vị Phật tử tuân thủ quy định pháp luật nhà nước, tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm tại nơi cư trú. Bộ Công an luôn trân trọng và ghi nhận những đóng góp trên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hoặc cùng với công cuộc chuyển đổi số quốc gia hiện nay để giảm thiểu công việc hành chính cho các chư vị tăng ni, giúp nâng cao hiệu quả công việc, đồng thời hỗ trợ phương thức trực tuyến, giảng pháp đến công chúng, qua đó góp phần vào khối đại đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc, cùng với chính quyền các cấp xây dựng phát triển đất nước văn minh. Bộ Công an đã phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam xây dựng hệ thống quản lý tăng ni Phật tử. Thứ nhất, ứng dụng di động cho Phật tử gồm các chức năng chính: đăng nhập vào ứng dụng thông qua tài khoản VNEID, đăng ký ghi danh Phật tử, đăng ký quy y Tam Bảo, xem thông tin hành chính giáo hội, xem tin tức sự kiện, các ngày lễ Phật giáo, nghe giảng pháp. Khi đã thu thập đủ danh mục các chùa trên toàn quốc để tạo điều kiện cho Phật tử cúng dường trực tuyến tới tất cả các chùa trên toàn quốc. Thứ hai, phần mềm quản lý tăng ni gồm các chức năng chính: quản lý Phật tử, quản lý tăng ni, quản lý hồ sơ thụ giới, hồ sơ thuyên chuyển nội tỉnh, hồ sơ thuyên chuyển ngoại tỉnh, hồ sơ cấp đổi, cấp lại, chứng nhận tăng ni, hồ sơ cập nhật thông tin tăng ni, hồ sơ xuất gia, an cư kết bạ, báo cáo thống kê. Thứ ba, phần mềm quản lý hành chính của Giáo hội Phật giáo gồm các chức năng chính: xem thông tin cá nhân dành cho tăng ni, hồ sơ điện tử, hồ sơ thụ giới tỷ khiêu ni, hồ sơ thụ giới sari, sari ni, hồ sơ thụ giới thức xoa mana, hồ sơ thuyên chuyển nội tỉnh có không kiêm trụ trì, hồ sơ thuyên chuyển ngoại tỉnh có không kiêm trụ trì, hồ sơ cấp đổi, cấp lại, chứng nhận tăng ni, hồ sơ xuất gia, tra cứu hồ sơ. Để triển khai hệ thống này hiệu quả, ổn định và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, trong thời gian tới, C06 và Hội Phật giáo Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ việc triển khai thí điểm các chức năng của phần mềm, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý thân thiện, tiện lợi nhất cho người sử dụng tại Bắc Ninh và Thái Nguyên trước khi triển khai mở rộng trên toàn quốc, Phó Cục trưởng Cục C06 cho biết.
Phó Cục trưởng Cục C06 đề nghị các tăng ni thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam được giao sử dụng hệ thống quản lý cần hết sức chú ý tuân thủ các quy định của nhà nước về bảo vệ bí mật cá nhân.